Xin chân thành cảm ơn cô Thương Uyên vì học trò này cũng học mót được một ít ạ. Và sau khi cô Dung tốt nghiệp thì sẽ có một số những học viên tiếp tục sẽ nhờ cô Uyên dìu dắt. Thế trong đấy cả mấy bạn kia cũng đã mê cô Uyên lắm rồi. Cô Uyên chuẩn bị tinh thần. Thế và để đổi mà thay đổi cái chương trình không khí một chút thì mời một giọng nam, mà mời em ca sĩ nam lên, chính Duy Minh, nhạc sĩ Duy Minh lên tặng bạn Kim Dung và cả nhóm chúng ta một bài ạ. Vâng, em chào tất cả các anh chị cũng nhân buổi tốt nghiệp của chị Dung. Từ ngày biết chị Dung đến giờ theo dõi chị Dung thì thấy là chị Dung ta hát là tốt hơn rất là nhiều, vị trí và hát là chắc chắn hơn. Chỉ có cái là góp ý chị Dung là khi mà lấy hơi ấy, là đẩy sang bước chậm chút xíu nữa là ok, còn mọi thứ là rất là tốt đẹp. Sau đây xin gửi đến các chị ca khúc và cũng gửi tặng chị Dung ca khúc về Hà Nội. Hà Nội của tôi, một sáng tác của Tiến Minh. Yêu sâu kín con đường xưa,
đầy trong môi mắt, để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi, mãi yêu suốt đời, yêu từng giọt sương trên đường xưa như vắng đâu đây hương hoàng lan, yêu nhịp thời gian trong vòng quay, đạp xe đón em bom giật trên mái phố, yêu chiều tây trong chùa vàng, từng cơn sóng tan theo trong hôn hoàng. Hà Nội ơi, mãi trong tôi đẹp như giấc mơ. Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng, sao rực trong nắng, yêu sâu kín con đường xưa. Đầy trong môi mắt, để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi, mãi yêu suốt đời.